Xin kính chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc của Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, chịu tác động của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục 24-26 độ, nên gió thịnh hành trên khu vực thịnh hành hướng gió là Đông Nam hoạt động với cường độ ở mức là cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió hướng Nam và có cường độ mạnh hơn, phổ biến là khoảng cấp 5, có lúc cấp 6, tạo ra những con sóng cao trên 2 mét gây biển động. Trong khi đó, thì ở khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả khu vực biển huyện đảo Trường Sa, cũng như là vùng phía Đông của Nam Bộ, gió vẫn duy trì theo hướng Đông Bắc và hoạt động với cường độ trung bình. Thời tiết trên khu vực ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải, cũng như là việc đánh bắt hải sản gần và xa bờ của bà con ngư dân. Tiếp theo, mời quý vị và bà con theo dõi thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, đêm nay gió ở khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như là trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ chuyển dần sang hướng từ Đông Nam sang hướng Nam và hoạt động mạnh dần lên ở mức là cấp 5, có thể đạt mức cấp 6 nên có lúc gây biển động. Tình trạng thời tiết này còn duy trì đến khoảng trưa ngày 27 tháng 3, sau đó do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió sẽ chuyển sang hướng Đông Bắc. Mưa dông có thể xuất hiện ở vùng biển ven bờ nên bà con ngư dân cần lưu ý tầm nhìn hạn chế và khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Đối với các vùng biển miền Trung dọc từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, cũng như là tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, thời tiết khá ổn định. Dự báo trong đêm nay ngày mai cũng như một vài ngày tiếp theo, gió vẫn hoạt động theo hướng từ Đông đến Đông Nam với cường độ khá yếu, chỉ ở mức là cấp 3, cấp 4. Cùng với đó, thời tiết có nắng, tầm nhìn xa thông thoáng, nên thời tiết thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân, cũng như là những chuyến tàu trên tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn và ngược lại. Ở khu vực biển phía đông của Nam Bộ là vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, cũng là nơi thời tiết khá tốt. Dự báo trong đêm nay ngày mai cho đến hết tuần, tại đây gió thịnh hành theo hướng là Đông Bắc và duy trì cường độ ở mức trung bình. Trời ít mưa, có chăng cũng chỉ xuất hiện những cơn mưa rào thoáng qua vào cuối ngày. Trong ngày trời có nắng với tầm nhìn xa trên 10 km, thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động khai thác và đánh bắt hải sản của bà con ngư dân và những chuyến tàu trên tuyến hải trình từ Bà Rịa Vũng Tàu ra khu vực huyện đảo Côn Đảo cũng sẽ được diễn ra thuận lợi. Chuyển sang vùng biển phía Tây, những ngày qua thời tiết liên tục ở trạng thái tốt và tình trạng này còn duy trì trong đêm nay, ngày mai cũng như là vài ba ngày tới. Tại khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, gió thổi nhẹ, biển lặng và tầm nhìn xa thông thoáng, tiếp tục là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với phần dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 3 ngày tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.